Vâng, chào quý vị các bạn. Tôi đang có mặt ở triển lãm của thành phố Ninh Bình. Câu lạc bộ Dục Thúy Sơn tổ chức rất nhiều tác phẩm đẹp. Và sau khi quay những tác phẩm lớn thì tôi chuyển sang quay những tác phẩm bonsai nhỏ này. Ngay phía trước ống kính tôi đây là một tác phẩm lộc vừng, tôi giấy dáng rất yểu điệu. Vâng, của anh An Viết Tuyền. Anh Tuyến ạ. Vâng. Anh Tuyến. Vâng, số điện thoại thì đấy rồi. Tôi muốn quay kỹ tác phẩm này. Vâng, có lẽ là mặt chính của cây là mặt này chứ. Một bộ rễ gốc rất đẹp. Anh Tuyến, một tác phẩm lộc vừng. Mà cũng vừa tâm sự với lại chủ nhân của cây lộc vừng thì anh giới thiệu là anh có 3 cây. Một cây linh sam này nữa, cây linh sam là cây thứ hai. Cây linh sam thân lúa. Rất đẹp. Anh Tuyến ơi, đây em nhờ tí. Cây rất đẹp. Rất nhiều tác phẩm bonsai. Tác phẩm xanh. Vâng, cũng của anh An Viết Tuyến. Rất nghệ thuật. Vâng, anh Tuyến. Anh Tuyến ơi, cây này anh có giao lưu không? Không, cây này của ông ấy, không phải của tôi. Thế nào nhầm rồi. Vâng, đây là cũng một tác phẩm xanh nữa. Trong cái bộ cây của anh Tuyến mang đến triển lãm. Một cây bonsai. Tác phẩm mỗi nghệ thuật rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy là cây này vẫn của anh Tuyến. Cây này là cây hiếm có. Một cây rất quái. Nó lại ra nó chỉ ở mặt mày ở đâu? Tác phẩm bonsai mini dựng rất già. Bác cứ anh đi. Vâng, đây là một số tác phẩm của anh Mậu. Và đây số điện thoại. Tác phẩm bonsai mang đến triển lãm. Rất đẹp, rất cổ. Như vậy đây là theo như quan sát của tôi, đây là một bộ tam đa bác Mọ bác đặt ở vị trí này. Và nhìn từ xa thì lùi lại thì mới nhìn thấy được đây là một bộ tam đa rất là đều, rất là đẹp. Và xin gửi hình ảnh đến anh Mọ. Và theo được biết thì tên nhà vườn của anh là nhà vườn Mọ Phong. Và nhà vườn ở Ninh Bình. Anh còn mang một số tác phẩm này nữa. Vẫn là của anh Mộng. Tôi muốn xem cái mặt chính của cây này, cây đề. Nhưng mà hình dáng thì giống như một cái ngai. Đúng rồi. Nhìn chỗ này giống như một cái ngai vậy. Mà không biết tên tác phẩm thì anh đặt như thế nào. Nhưng đối với tôi quan sát thì đúng là nó giống như một cái ngai. Một tác phẩm đề. Rất đẹp. Vâng, đây là cũng một tác phẩm nữa của anh, một cây si. Cái này của anh Nguyễn Văn Tuấn.
Những tác phẩm mini vàng của anh Đỗ Thanh Bình, cây si giáng siêu, cây si giáng siêu, những cây bonsai mini rất là đẹp, phẩm mỗi nghệ thuật. Không biết này tác phẩm của ai. Vàng của anh Tuệ, chỉ có thể là yêu, một tác phẩm, một cái tên rất là hay, chỉ có thể là yêu, một cái tên mà tác giả chủ nhân đặt rất là hay, một chỉ có thể là yêu. Và cây này của anh Lịch. Lịch. Vâng. Tôi lấy cái hình nền chỉ có thể là yêu đây, một tác phẩm bonsai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của Phương Ca Cơ. Mong quý vị và các bạn thường xuyên ủng hộ kênh và nhớ ấn đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.